mùi hả? Ăn mà nó mềm mà đó. Đúng rồi đó. Giống như là băm còn phải nhai luôn. Đúng là thịt bò Kobe có khác hả chị Quỳnh ha? Kiếm cái món bò Kobe ở nhà hàng mình thì anh cho em lên. Anh nha. Dạ cho anh. Còn mấy bên đây đúng không anh? Wow. Wow. Còn đây đẹp quá anh ha. Dạ đúng rồi. Dạ anh sẽ cho phở lên luôn anh. Dạ cảm ơn anh nha. Để phở nha. Wow, phở tới rồi. Trải nghiệm giúp em nha. Wow. Cảm giác như là nó tan vô miệng quá. Rất là ngon. Đúng là bò Kobe đó. Dạ đúng rồi. Cái nước này nè rất là ngon luôn. Với lại được giữ trong cái số đá, tại vì nó nóng mà nó không có dễ bị mùi. Dạ. Ngon rồi ha. Ăn mà nó mềm mà nó cũng như